Thôi được rồi. Trời ơi, đúng rồi. Trời ơi, nó ngon nè mọi người ơi. Hả? Đây cái này chắc ngon lắm mọi người. Kiểu chua với chua nó sẽ là lè luôn. Chua nhân hai. Không có chua nhân hai. Ba, ok, vô nha. Ừ. Má buồn luôn. Buồn luôn. Vô đi. Nè, vô nè. Hello mọi người. Có cười. Ok, thì hello mọi người. Ngày hôm nay tụi mình có chuyện nói. À, rất là lâu tụi mình chưa có quay chung nhau. Thì là hôm nay tụi mình mới quyết định là ba đứa mình sẽ ngồi xuống đây để làm một clip mất măng. Ok, hôm đó chứ gì nè. Hello mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Quỳnh Thi. Từ ngày hôm nay Quỳnh Thi có hai người bạn khá là mới mẻ trên kênh YouTube Quỳnh Thi nha mọi người. Đây là make up đỉnh nhất Sài Gòn. Thôi. Đỉnh nhất Sài Gòn luôn là make up Tuấn Ngọc Bảo. Mà lâu rồi chưa quay ngại bị cảm kính sao sao. Vậy hả? Thôi đi đây rồi. Còn đây là Miss đẹp chuyển giới. Ê Su, chuyển nhà đi mà. Su quá. Còn đây là ái nữ của ông Trùm Fred Top. Thánh Văn. Ủa? Thánh ái tự. Ái tự hả? Tự ái. Ái nữ của ông Trùm Fred Top. Thánh Vân Trân. Yeah. Nói chung là hôm nay tụi mình sẽ làm một cái clip mất băng mà nó sẽ là cái dạng như là thử đồ ăn đó đúng không? Chào mọi người, mà Quỳnh Thi kêu qua ăn, Quỳnh Thi kêu á là nhiều món ghê lắm, qua ăn ghê lắm. Đồ ăn mà ghê lắm. Thôi ý thiệt á hả? Mình đói thiệt luôn á, anh thích ăn ghê lắm. Mình đói thiệt luôn á, anh thích ăn ghê lắm. Ghê lắm thì làm mấy bạn biết sao, thì là tổng hợp một số những cái món ăn vặt mà trên TikTok mấy bạn người ta ăn á, em thấy lạ lạ nên mới muốn thử. Giống như là Quỳnh Thi sẽ cho Tuấn với lại sẽ ăn tỏi nè. Tỏi ngon, 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 tỏi ngon. Này cái này lạ lạ rồi. 1 2 3. Trời giả quá, giả quá. 1 2 3. Bà la gì vậy? Bà la. Ok, thì đầu tiên Quỳnh Thi sẽ ăn một món. Quỳnh Thi sẽ để clip ở đây cho mọi người coi. Mấy cái này là gia vị mà mọi người. Ừ. Mà sáng giờ Quỳnh Thi ngủ ăn mà Tướng đâu có dám ăn đâu. Để dành đói luôn á. Mà quá trời cái đồ ăn gì má. Tại vì bịch bánh người ta giữ bịch bánh thì hồi á. Nè, bây giờ em cho mọi người coi cái clip nha. Thì là tất cả những cái này đều là những cái đồ ăn vặt mà người ta tự chế hiểu không? Thì mà nó rất là hot trend ở trên TikTok. Thử coi mình ăn có ngon không, mình review cho mọi người đúng không? Để mọi người múc, mọi người làm đúng không? Đúng rồi, mà có thể là thật sự cũng không có cái gì ở nhà luôn. Thật sự mình tự mua hết. Bây giờ món đầu tiên đi. Ok, món đầu tiên nha. Thì món đầu tiên sẽ là món tỏi ngâm với lại mình xào với lại ớt sriracha với lại tỏi xạ hương này với lại bột ớt. Nghe lạ lắm luôn. Ủa mọi người không bao giờ thấy mấy clip này trên mạng hết hả? Tỏi chắc sẽ ngon á. Thì tỏi ăn rất là ngon luôn. Mình nhét tỏi vô miệng á. Rồi ngươi là nhét lại ngươi sẽ đổ ăn lên thì bé đổ liền. Muốn là cho liền. Nhét keo vô luôn nè. Đó, đừng tự bình tĩnh. Mọi người nghe ai nó khóc không? Bé nắm khóc á mọi người ơi. Ơi mở ra đi tắm. Yeah, rửa tay đi. Ôi. Tội quá vậy. Tội luôn rồi nè. Ủa không, được rồi, cái mùi của không. Em nó cũng bình thường, tại cái người anh mùi này. Ôi. Ôi. 5 minutes later. Cho bây giờ phải là nguyên cái người đâu mà nguyên cái phòng luôn á, thôi rồi. Tỏi luôn mọi người. Mà tụi mình thơm mà hình như là anh nghe nói là mà mình không nghe được mùi tỏi á. Đúng rồi. Cho anh không ăn được quá. Rồi ok, bây giờ Quỳnh Thi sẽ bắt đầu làm theo công thức của cái video hồi nãy Quỳnh Thi cho mấy bạn xem nha. Quỳnh Thi sẽ bỏ ớt sriracha nè, sen ớt sriracha vô đây đi. Bỏ nhiều không Quỳnh Thi? Nhiều lên, nhiều lắm luôn. Yeah, có con mưa á. Thì Quỳnh nhớ vỗ với em đi làm mẹ đâu vậy? Rồi, bây giờ xem sẽ bỏ sriracha vô đây nha mọi người, xem bỏ đi xem. Ôi được rồi. Trời ơi, trời ơi.
Rồi đó, đùa đó. Thôi được rồi, được. Lấy gì vậy? Xả hương hả? Cái mùi này mình hay ăn cái gì nè, quên rồi ta? Thịt bò hay. Đúng rồi, thịt bò đúng không? Đúng rồi. Cũng nhiều, có một muỗng đi. Một muỗng vô đây đi. Một muỗng bự hả? Trời ơi, mọi người ơi. Hương chưa hoàn toàn, nó chưa có thấy. Chưa bao giờ thấy luôn. Hương này cũng có ai hè, xem ẩm thực lắm. Rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ thấy ai làm cái gì nha. Mà có người ta cũng sẽ nướng. Người ta bỏ vô là người ta nướng chứ người ta không có ăn sống gì đâu. Ờ thì cái chị đó chị ăn vậy á. Ờ gì hả? Ồ, chị mà đó rất còn... là hot luôn mà ai cũng khen món này rất là mà chị đó còn quay những cái tập sau nữa không? Có. Rồi ok bây giờ mình sẽ đắt lên nha. Yummy. Ôi yummy. Yummy. Tạo vậy. Tội nhiều quá bị. Ê mấy bạn cái tủ này ngon thật sự luôn á. Ờ ngon mà. Không, không có tủ người ta nhìn thấy người ta biết nữa hả? Sao mà tủ tưởng. Ừ, nghe không thấy vừa đủ rồi đi ơi. Nó ngon. Thơm. Nghĩ đi, nghĩ sao? Nghĩ sao? Ngon quá. Thử đi. Thôi, tự nhiên đi. Ủa? Trước rồi. Sao gì vậy? Kênh của em muốn mời anh. Cảm ơn đã tạ. Em muốn mời anh thử trước. Xin mời mọi người nha, đây là thành quả của Quỳnh Thi nha. Ê Quỳnh Thi, nếu mà ngon á, mình mở shop mình bán cái này đi. Kìa, cái gì cũng muốn bán hết trơn. Đi ăn nha. Thành quả hay là kết quả? Tại sao? Cái mặt kìa đường, sụn quá. Cái mặt ướt. Không, ngon. Nó mà cái tỏi, nó ngâm rồi, tỏi ngon lắm. Ngon mà để là ăn bình thường. Đúng rồi. Sao có tên bạn không? Đúng rồi. Bình thường. Nó ngọt ngọt nữa. Nó ngọt ngọt nhưng mà nó cay cay nữa. Tại cái tỏi này nó có ngâm rồi mọi người. Nhưng mà em nghĩ là cái gia vị nó rất là ngon. Nhưng mà là cái tỏi này nó không có ngon mà cái tỏi ngâm lại. Con cùng với ai luôn nè. Mấy điểm cho mấy điểm. Không biết nữa. Không biết không, nhưng mà cái này ăn chung với một cái món gì nữa nha. Đấy là nhưng mà thịt nướng á nha. Nó kèm vô nó giờ, giờ thử với một món ngon món thịt nướng đi. Là mình ăn chung với cái này nè, nó sẽ rất là ngon luôn á. Đúng, nó như đồ chua vậy đó. Đúng rồi, đồ chua. Nó như đồ chua đó mọi người, mà nó còn nó cái cay hơn. Nó là đồ chua mà. Ừ nha. Ừ, ngon. Ok mà. Cũng được. Được, nhưng mà ăn được. Chứ không còn mà cho mà ăn giặt ăn cái này không quá hả. Ừ, kì. Cái chị đó chị ăn một lần hết hũ luôn. Chị đó thích ăn hả? Không cũng được đó mọi người. Cũng được mà đúng không? Đâu có ghê đâu. Cảm điểm nha. Em ăn món này kiểu bò sốt cái này hoặc là mì ý cái này á sẽ ăn được. À? Không có tiền mì ý ăn tiền sao. Ăn cái gì đồ nướng với cái này đúng không? Rồi ok thì mình hay chấm món này là 5 điểm. Tại vì nó để mà mình thì thật sự mà để ăn rồi. Ăn không? Để mà ăn bạc cũng không có cái món này đâu. Không ăn này. Thì nó không phải được thôi, nó phải món ăn. Ừ. Ok, được thôi ạ. Bờ cho 4 điểm thôi. Nghĩ chắc 6 điểm. Ok. Má thích cho bác thôi. Chơi về đi má. Rồi ok, món tiếp theo nha. Tiếp theo sẽ là một món cũng hơi dị dị ha. Ý là cái món này là cái món mà em thấy là... với tuần gà hả? Sô-cô-la với vua chuột bà. Sô-cô-la với chuột thì cũng giống tuần gà. Đúng rồi. Thì lại mình thấy là bên Mỹ người ta cái gì người ta cũng có thể ăn với vua chuột luôn á sen. Thì cái bạn này bạn ăn vua chuột với lại sô-cô-la. Thì cho nên là bây giờ mình sẽ ăn thử nha. Ý là nãy giờ nghe nó hơi cái những cái sự kết hợp này nó hơi lạ lẫm đúng không? Lạ thiệt á. Đây mình thì mua vua chuột này nha mọi người. Thường là này ngon quá. Ăn chuột thôi phải không? Chuột. Thì tụi mình sẽ ăn sô-cô-la nè. Ăn với vua chuột nha. Mình sẽ kẹt như vậy mình ăn nha mọi người. Ta kêu quá. Giả bộ thôi, giả bộ cái máu rồi. Ấy á. Nó không có hoài, ấy không biết nữa. Nó sao ta? Trời ơi, nó hết. Ăn giống như mùi sô cô la mà nó cay chua. Cái này là hương á. Cái này là hương cái chua. Nhưng mà nói chung là em cứ ăn được. Nó không có ghê nó nổi ghê hả? Em không có ghê thôi nhưng mà nó kỳ. Đúng rồi. Tại vì nó kỳ từ đầu đã ra cái con này đã kỳ rồi. Tại sao? Em không biết là do mình ăn lộn sô-cô-la hay là sao? Tại vì cái sô-cô-la hình như cái món này là món của Selena ăn á. Nên em hỏi thì sao vậy? Để em nhắn hồi xem nhắn chị mà em chỉ hỏi. Không nhưng mà nói chung là sô-cô-la ngon. Thôi nhưng mà nói chung là tướng sẽ không chấm tại vì biết không có dùng lại nữa nên không bao giờ dùng luôn. Tại không phải chấm phải phải chấm cái này có thể dùng cái này có thể dùng lại nếu mà ăn chung với gì đó còn cái này thì không ăn lại vậy là không chấm điểm luôn miễn bàn chỉ nghĩ chắc 5.5 thì gì hôm nào mà thích ăn dữ vậy hôm nào mà không cái này luôn ừ. Cái này nãy có 5 điểm là sao này là 5.5
hôm nào mà tị không thích ăn dưa chuột, hôm nào mà ngán sô cô la quá thì là ăn chung với dưa chuột. À rồi. Xuống nhà bé, xuống nhà bé chút quá rồi đi về đem đống đồ ăn về. Được ăn được nói được gói mang về. Yên tâm đi xem, đưa chút rồi gói hết cho mình. Mà vậy nha. Rồi ok, mình ăn món tiếp theo nha. Món tiếp theo thì nó cũng sẽ liên quan tới bẩn là dưa chuột luôn. Dưa chuột luôn hả? Thì mình bẩn sẽ ăn chung với kẹo luôn, nhưng mà là sẽ ăn chung với lại kẹo dẻo nha mọi người. Ê, cái này chắc ngon lắm mọi người. Kiểu chua với chua nó sẽ là lè luôn. Chua nhân hai. Chua 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 lè. Không hết nhân hai. Thì bây giờ tôi bắt đầu tụi mình sẽ ăn tiếp tục với lại món dưa chuột chưa có đóng lại, còn gặp dài dài. Ủa cái này nó hết luôn rồi. Dài luôn. Để mình xẻ cái này ra cho. Một thôi đây. Wow. Ủa biết vị thì ngon mà. Ê nhìn ngon quá hả? Yeah. Kiểu nãy chưa có ăn miếng nào á. Đây là cho mình. Ủa cái hồi nãy cái món nãy là của Selena ăn hả? Selena ăn. Cái này chắc là Selena thề quá. Selena thề ăn quá. Đúng rồi. Ăn này. Ờ có một bạn nữa ăn. Các bạn thân của Selena. Đúng rồi. Cũng ăn ăn dưa chuột luôn. Xinh nha. Rồi ok. Em nhìn giống xúc xích cuộn bacon đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Ok, 1 2 3. Vô. Ác quá. Con xem sao mà quỷ giỡn á. Ngon. Đây. Mà đỡ hơn nãy. Tại biết không? Cái chua chua ai cũng được. Nó cũng vừa chua luôn. Này này nó mình cho ok là nó không được. Ê đúng này bởi nó xù, nó không hạt, nó cái lộn vài mét. Không được, không được ăn hết luôn kìa. Mang xe tụm. Nha. Ê này chị chút mua ra cho muốn gửi nè. Nó thơm. Không ngon hồi nãy nó còn ăn được hơn hồi nãy. Không được. Để mày. 3 điểm. Wow. Áp ra không cái này tính nhất lên thì cho đi 3 điểm tay nãy 1 điểm này cũng được ha, ok hơn. 3 điểm. 3 điểm. Chua quá. Chua như hai. Một ông. Một ông đi. Đi mọi người. Thì đây là mình thêm mua một cái hũ cái chai mật ong. Mật ong xịn đó nha. Chai mật ong này là người ta để trong ngăn đá mọi người, nó sẽ đông giống như là kẹo gì đó, nhưng mà quan trọng là cái bóp lên rồi Tuấn. Lên nãy lên mà. Ngon lắm. Gãy bàn á. Ôi nó gãy bàn á, nó gãy bàn á. Không có gãy, em mình. Nhưng mà anh gãy tay. Mình gì đó làm cho nó đó. Nó hấp vô tàu trong ngâu kìa. Đó đúng rồi, đúng rồi. Rồi giờ tôi. Ê sao tụt luôn. Em mình cứu lại rồi. Rồi giờ cắn đi Tuấn, cắn đi Tuấn. Rồi ok. Còn được bé. Nó ngon. Ngon luôn. Ngon luôn. Ba phù thủy ấm nhất. Honey. Honey. Mà nó ngọt lắm. Ngọt. Ngon phải ngon á. Ngon luôn á. 9 điểm. 9 điểm. 9 điểm. Chớ là chồng 10 điểm. Rồi điểm bán này quá nhiều số sẽ bự quá. Ghê quá mọi người ơi. Mất ăn quá trời. Thôi nó bị á. Ừ. Nãy giờ mình có món ngon á, mình ăn thật sự luôn á. Mình đã không đọc mix gì đâu, chờ thử mix lên tùy thức luôn. Rồi ok, chấm điểm nha. 10 chấm 10. Khi wow. Nào con gấu sẽ chấm 10 điểm. Thôi biết mà. Con gấu á, nó có 4 ngón à. Điểm. Đáng gì. Thôi đầu tiên là một ống nó ngon mọi người. Đúng cho rồi. Nên là nó đông này nó ngon luôn. Như là tự nhiên nó đang giữa một cái người mà đoạn gớm gớm không có gì là quá đúng rồi. Mừng lắm rất là mừng luôn. Ok, tiếp theo sẽ là một món Việt Nam nha mọi người. Hình như món này là món của người Tây Bắc. Trời, mình thấy mấy chị ăn trên TikTok nó hot quá trời luôn. Nhưng mà có người nói là rất là ngon. Mà có người, có chị không chắc ăn không nổi. Nhót hả? Dạ, nhót á. Nhót á, nhưng mà nó nhót á, nhạc nhót á bé. Nhót á, cũng từ mình đó. Thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu mình ăn trái nhót. Có nhót luôn nha. Pha cái gì không? Có pha nước chấm. Ok, bây giờ mình sẽ pha nước chấm nha. Chua gì hết, bỏ miệng ngăn rồi đó. Ok, thì Quỳnh Thi vừa mới đâm nước mắm xong. Thì cái này gọi là chẩm chéo nha mọi người. Thì trong nước này nó sẽ có chẩm chéo. Với lại mình sẽ ăn chung với lại bắp cải. Chẩm chéo là cái nước chấm này đúng không? Đúng rồi, chẩm chéo nước chấm này. Mà ý là Quỳnh Thi thiếu, tại Quỳnh Thi chuẩn bị gấp quá cho nên là Quỳnh Thi thiếu thiếu củ đậu, là như củ sắn hay sao á. Đúng không? Củ sắn đúng không?
Ok thì bây giờ xong cái gì ngọt đó nha. Đúng rồi, cái xanh nó ngọt nữa. Còn không mình lại chua liều luôn nha. Chua luôn hả? Không, nhưng mà nó sẽ có hương vị chua đậm nhiều. Cái chấm này thơm. Thơm giống như là giống như là đường gì đó. Giống như chấm đồ chấm hải sản mà. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bạch tuộc đồ á. Thái Lan đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ok bây giờ mình sẽ sang thuốc trước nha. Ý là nhìn rất là ngon luôn mà tại vì em cũng không biết ăn ngon. Nhưng mà kể với bạn ăn luôn. Thì mình ăn giống như là mình rồi. Ăn. Rồi, Tuấn đưa cho Tuấn nè. Xem với Tuấn ăn luôn. Ý là mình hay mua trái nhóc nó bị heo hay sao á, nó cũng không có không cứng hả? Cắt không ra. Giờ Tuấn hơn mít. Bà phải ăn miếng bự. Đi quá mà mít cái chuối được không? Không có cảm nhận chuối. Mít chuối. Ăn chuối. Ăn đi. Ăn chuối đi. Ăn chuối đi. Bị sợ. Ăn đi. Hết luôn, mở hết miệng nhai luôn. Ê, cái này là giống như ăn bà bía mà là nhót bía. Không, thường thường thôi. Không có ghê lắm không, có gì đâu không. Nước chấm này ngon nha, nước chấm này ăn gỏ gà nữa. Ừ, đúng rồi, ăn chấm gà, chấm như vậy á. Nước chấm nó có gừng, nó thơm gừng ha. Ok, cheers. Ngon, tôi anh nghĩ em ăn được. Chua, vừa cay. Nó thơm nữa đúng không? Ừ. Vậy nó thơm. Nhưng mà anh nghĩ chua củ sắn rồi nó ngọt. Nó thanh thanh này nó sẽ ngon hơn á. Ừ. Ủa vậy mà. Ủa vậy mà tình yêu. Cái hộp nó chát á. Hay là cái hộp nó bột á. Ôi mà không có chát luôn á nha. Ừ, trái của anh á. Ừ, không có chát luôn. Trái ăn được. Mà cái này cũng phải ăn chung với một món gì đó luôn. Ừ. Đúng không? Nó vẫn là một cái gì đó. Hát mọi người hiểu luôn á. Hát luôn á. Nếu như mọi người hiểu, mọi người sẽ là bạn thân của Tú. Nếu là vậy mọi người cũng phải đi uống lấy thuốc điều hàng tháng. Cái đợt lúc thì cũng làm tử thế đúng không? Chấm món này dù chưa có đủ đồ, không dám chấm bậy bạ. 7 điểm. 5 điểm. Không dám cho bậy bạ 7 điểm. Nhưng mà có đủ chắc 10 điểm á. Tại thích ăn cái này mà, thích ăn kiểu gì mà. 1 điểm, 1 điểm kìa. 10 điểm. Thì đây là món tiếp theo trong cái... Ê chú rồi, bị dột chột quá. Ôi chột gì? Chột gà. Tiếp theo sẽ là một cái món mà chưa bao giờ thì thấy ai ăn sống cục bơ này luôn á. Nhưng cái chị này chỉ ăn bơ suốt. Chị nói là một chị, nãy giờ một chị. Nãy giờ chị nói là một chị hết đúng không vậy? Đúng không? Đây là một chị khác nữa. Thôi Hà nói chung một chị đi chứ là không có nhiều chị mà ăn cầm mày tập ai. Đứng sợ kiểu đó. À một chị nữa tôi biết một chị đó thôi. Chứ đâu mà... chứ đâu mà mỗi chị mà ăn nhiều một chị mày tạo quá. Sợ quá đi. Cho nó đỡ kỳ nhất thì Quỳnh Thi có mua cái này với lại cái công thức của bả là bả chấm vô cái này nha mọi người. Thì cắt ra nha. Đúng rồi, đúng không? Công thức đúng luôn, nó mới ghê gì. Đúng loại đúng không? Công thức của tao không ghê gì đâu. Đúng loại luôn. Đây, cục cho mọi người. Tức ăn cục bơ, tức cục bơ đúng bự luôn rồi. Cho mọi người một miếng. Đó. Đây. Đảo mọi người ơi. Kìa đảo rồi. Rồi nè Tuấn em cục nè. Mà thường cho ăn cơm, ăn canh gì cũng không ngon nha. Không có ăn nha mẹ chứ. Kìa. Mẹ nấu cho ăn không ngon không? Cái gì biết, bút gì nói mẹ đi. Nói mẹ lại không? Đó là cô ấy cũng sẽ nấu nặng cái cô canh cơm đâu. Cho cái đồ đâu. Cho cái này nè, cái đồ đó là lã khen đúng không? Ăn ngon không mọi người? Thiệt. Ngon hả? Thiệt. Mày gõ, thiệt cũng dở. Nha mọi người, cục bơ với lại cà chua nha. Chấm nhiều ngon không mọi người? Ngon quá. Thiệt không? Ngon thiệt mà. Thiệt cũng dở. Ngon thiệt mà. Thiệt cũng kỳ cũng dở. Ủa hay hả? Ngon thiệt. Ăn cục này, cục này đi. Thôi em, ăn đủ rồi. Nhưng mà ngon thiệt. Không. Không ngon thiệt đâu. Để giả bình thường thôi. Không, thấy ngon thiệt mà. Một bình nữa đi. Thôi, đủ rồi. Chưa đủ. Đủ rồi. Chưa đủ đâu. Cái gì nó cũng sẽ ngon. Đủ thôi. Nhiều quá. Vậy là không thiệt đâu mấy. Mà hồi nãy cục kia dở mày mét vô miệng luôn. Cục kia đó, cục kẹo với lại cua dưa leo. Thì dở thì mới ăn tiếp nhưng mà ngon thì là đủ rồi. 9 điểm nha mọi người. Không, cũng không có ghê tới vậy. Không ghê ghê. Thôi 4 điểm thôi. Ghê tới vậy luôn á. 4 điểm thôi. 1 điểm. Thôi 4 điểm nhiều quá, 3 điểm. 3 điểm cho mày học uống này. Ờ bạn nó 9 điểm lấy em. Tám phần. Ông thì thật sự là dâu thì cũng biết ăn đồ Tây lắm. Nó có gừng lại nhau á. Không có gừng. Nó sợ. Đúng không? Hai cái món nó có gừng. Nó không có gì hết. Nó có hàng gì.
Đóng hoài vô, đóng hoài vô, nhưng mà chuột mắt bị mắc cái mát nó chảy đen xuống luôn nè. Rồi món theo mới đi. Ok, tiếp theo nha. Tiếp theo mình sẽ ăn một món là nó cũng dễ thương như vậy, nó cũng hợp hợp đi. Đó chính là cream cheese với lại chuối. Banana. Banana. Ừ, tôi thích ăn chuối. Ai sẽ nhất thích ăn chuối. Đúng rồi, chuối biệt tây, chuối ta, giữa chuối trắng, chuối đen, chuối gì xì cũng ăn. Vậy hết bây giờ hả tao? Ủa hình như lâu lâu bây giờ cũng xin nói vậy mà. Ê, mấy còn quay nữa. Đúng rồi, trời ơi, nó ngon nè mọi người ơi. Nước của này. Cream cheese. Bây giờ tụi mình sẽ ăn cái này với chuối nha mọi người. Cứ nào trước. Ê, hết hồn nó lạnh. Tầm lố ghê, cô này nó ghé quá đi. Ghé quá đi. Trời ơi, sao ghét quá đi. Được má. Cắn cái phần đen, cắn nhỏ nhỏ nữa, ghét quá đi. Nhưng mà nhìn anh cầm mấy chú hồi thấy giống rồi đó. Con trên trong nó kỳ, nó biết rồi. Món này nhìn thật quá mọi người ơi. Ngon ngon lắm mọi người. Đúng rồi, được. Bữa mơ hai cái này nó ok mà, nó giống nhau mà. Ok, thì sẽ có một miếng chuối chỉ cho mọi người. Đang đợi, đang đợi. Xin mời mọi người nha. Bây giờ không xin mời ai luôn. Ủa buồn. Mời cô và các bạn cùng ăn. Tại vì sao đã dặn cái món miếng mọi người ghê không dám mời ta. Để rồi cùng chết. Bây giờ ngon lành nhau. Ăn này không lẽ mọi người ngon nha. Đấy ngon quá. Nè, em thì ăn thêm nha, ê ngon lắm luôn á. Cái này là sự kết hợp đầu tiên mà nó đàng hoàng nè. Vậy mời đi, mời mọi người ăn đi. Mời mọi người, ủa quầy. Mời mọi người đi ra, tức con bà. Sụp quá. Gì? Ngót rẻ. Cái gì vậy? Cái mẻ ra chứ. Thì không cạn hoa cá luôn. Nó có mẻ đạp quá. Cái gì? Nó mẻ. Ngon quá. Kiểu cái phô mai, cái cheese nó cũng hơi ngọt ngọt không ngọt, với lại chuối nó thơm á, nó hai cái nó quyện vô nhau lắm luôn á, rất là thơm. Nhưng như mình đang ăn bánh chuối á. Đúng rồi, bánh bằng tay là bánh chuối đó, ngon mà. Ok. Ừ, ngon quá à. Để ra ăn bánh chấm với lại sữa chua nha mọi người. Ê, cái sữa chua này ngon rồi. Ừ. Đúng rồi, mới sữa chua xịn mà. Ý. Ý, chi đây. Bánh này còn cũng ngon luôn. Rồi coi phim nha, bấm người ngồi tao ăn mấy này cũng miếng ngon quá. Ôi, dám nghi qua ngồi ăn luôn có tivi kìa. Rồi. Ok, bây giờ tụi mình sẽ thử ăn nha, mọi người ăn đi ăn đi. Ăn bánh chấm với lại sữa chua. Cái này bữa có thấy rồi nè. Thấy rồi hả? Ừ. Thấy trên mạng không? Giờ mình thử luôn nè. Thấy trên mạng. Không có mà thấy ở ngoài là người ta đứng người ta ăn rồi. Đây nha. Ê, ngon á. Được không vô? Thấy bình thường. Cái cô không dở. Cái cô không vào. Ừ. Đúng không? Nó cũng không vào. Ý là đang ăn được á. Ừ. Mới ăn vui nè. Kiểu giống như là một cái sốt mà kiểu cho ai chuyện hay chuyện. Thôi được rồi, chú muốn giết thời gian đúng không hả? Ý là em muốn thấy nó không có hoài với nhau lắm á. Đúng rồi. Đúng không? Không hoài. Anh thích là anh thích em mà đúng không? Xem tay lắm. Ý là xem thích ăn mấy món tay tay giống vậy nè. Bên Mỹ ta thấy ăn như vậy nhiều á. Nhẹ cái này tí nữa tôi giết cho rõ nè. Ủa, hai cái này luôn. Giấu rồi. Giấu rồi. Để đông lạnh kéo. Ngon lắm. Quỳnh Thi chấm món này 5 điểm 5 chỉ mà 6 đi, 6 điểm thì cũng được mà. Không mà khẩu vị Quỳnh Thi Việt Nam mà. Ồ, Quỳnh Thi Việt Nam lắm. Thì rất là thích những món Việt Nam mà đặc trưng Việt Nam thật sự luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Tuấn thì Tuấn hơi Tây Tây được một xíu hơn Quỳnh Thi. Thì đó qua Ninh, Tây Nguyên đi. Tây Nguyên, rồi Tây Nguyên đó. Tây Ninh á, đúng là Tây Ninh luôn á, má thích ăn bánh chén rồi, thích ăn chua chua rồi. Muốn Tây Ninh không mà. Nè mà. Mấy điểm ăn đi. 7 điểm. 7 điểm, rồi. Em 6 điểm. Rồi Dưỡng mang về luôn á. Rồi được 5 điểm. Ừ. Hoài. 5 điểm mà hỏi hoài rồi. Thôi mọi người, xem không ăn món này mọi người nha. Sao vậy? Không, cái đó có cay, không cay. Ừ, nó như bơ vậy. Dạ hả? Thì okay, okay. Vậy. Bây giờ thì sẽ ăn món này nha. Đây, đây, đây. Không, không, 7 quá. Không, từ từ để đi làm cho. Chúi. Rồi ok, bây giờ thì sẽ ăn ớt với lại cream cheese với lại thì sẽ ăn chung với lá bánh chí đâu. Rồi ok, bây giờ thì sẽ cho Tuấn ăn trước nha. Tuấn thấy Tuấn đói lắm rồi. Cơm tập cũng đang đến gần hơn rồi. Ừ. Rồi cắn đi, cắn gụp vô cái. Rồi ăn bánh vô luôn, bánh vô thêm đi. Rồi chấm điểm với người các em xem nó ăn được. Trời ơi. Được không? Đâu có quá ghê. Bạn đưa học á. Có là ba cái gì khác nhau.
nằm trong hồng, hiểu không? Chứ nó không có nằm gần nhau. Cái này chỉ là cảm nhận mà tụi mình mua những cái này gọi là nguyên liệu này thôi, tụi mình không biết là đúng lại hay không. Nhưng mà thật sự là nó đúng như là tụi mình nói đó. Ok, bây giờ tụi mình thay sang thử nha. Một, hai, ba, cheers. Thì đó, thì là đang nói vậy mà. Em mắc là em người cắn nha cái đầu em luôn, hiểu không? Em nhìn có vẻ ngon mọi người, kiểu nhìn nó giòn giòn và rụp 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 á. Sang thích. Dễ hả? Sang thích. Rồi. Nó không hề cay luôn. Không hề cay, nó thơm lắm luôn á. Nghe nó ok mà. Sợ nút cái tay em quá. Cái này, cái này nhìn lại dữ vậy. Hồi cắn đi, cắn đứt ra. Cắn đứt ra, cắn đứt ra. Cắn đứt ra. Nghe đứt ra. Nè, thích bánh rồi. Ăn ngon lắm mọi người. Ngon á. Ngon lắm luôn. Thôi bình thường. Ngon, em thấy ngon, em thấy ngon, em nghĩ là sẽ ăn thích. Ngon hả? Yeah. 9.5 nha mọi người. 9.5 nha. 9.5. Món này em mình thì sẽ chấm 8 điểm. 8.6 điểm. Sự kết hợp rất là ok. Nó hòa vô nhau, nó thơm ha. À, không có, nó gần xa nhau đó. Tôi thấy thứ gì là hơi xa rồi đó. Cách nhau một cái dừa đó. Không, anh nghĩ á, nên ăn những cái vị cream cheese chỉ thì nở nên ăn mấy đó thấy ngon. Đúng rồi, thấy ngon, ok, mà cái cheese này ngon nè. Nè, con 6 hộp cho xem, xúc mấy cho má đi hết, má chỉ mấy điểm, 9.5 luôn rồi, ok. 9.5 á. Rồi, còn món cuối cùng nữa. Đây là món cuối cùng nha mọi người ơi. Món cuối cùng. Yeah, món cuối cùng. Tại vì bỏ rồi cái không có ai quay tôi buồn lắm. Phải nói là ơi tôi vui khúc này nha, tôi muốn. Ê, cái này là hồi đó lọ lem có đi trên cái này đúng không? Ôi ngộ. Ôi biết rồi nhưng mà biết rồi đừng nói bà nội. Lọ lem mà đi trên đó chắc chạy. Tao đem mấy đường nhảy thôi. Tôi lem bắn xuống à? Tôi lem bắn xuống, nó bắn nó mũi chảy trường. Nó hại mày đi chứ mà. Có mày đi. Đó giờ nghe không mà chưa có gì thấy. Trương thương hiệu của Ben là lem. Dạ, thấy nhìn ngon thiệt á. Nhìn ngon, hai đây cho xem. Gì vậy? Mà mọi người. Quá chạp một cái nữa đó. Nghe một cái là rạch luôn. Mọi người ngồi nghe. Sorry, mọi người mời cái mới. Thăm, cái này được không? Này được không? Hình như Sen mình phải cho trái này quá. Quá từ đây luôn nha. Có cửa ghế thăm nhà. Ai đến ngoài. Mình phải thử thật mà nhanh nhanh ngon đúng không? Nhìn anh rồi. Ngon mới được, ok. Ok phải không? Ok, tôi Quỳnh Thi nha. Xin mời mọi người, và đây cũng là món miếng cuối cùng cúng của cùi. Cúng cùi của video này. Yay. Rồi, khuyến cáo mọi người không nên thử tay nhẹ nha. Vừa tốn tiền mà. Nó cũng không có. Mấy cái này tới đầu nha. Mấy cái này nhìn như vậy tới đầu, tới đầu, tới đầu. Một đống này nhìn vậy chứ mua mắt lắm đúng không? Thấy nhiều quá trời. Mua hết triệu mấy á. Đúng rồi, bà ăn giặt đi chứ, ăn giặt. Ăn mà buồn miệng, ăn giặt nên mua gái nhân chiên hộp 100.000 ấu ấy không á. Ý là mình thấy nó cũng được à. Nó cũng... Cũng sền á. Cũng sền á. Thế thấy sao? Cái này ngon hơn cái hồi nãy. Mà cái nãy 9.5 thì cái này chắc phải 10. Ừ, rồi 10 đi. 10 em về luôn. Sen dễ thương lắm luôn mọi người thiệt. Nó sẽ dễ chịu lắm mọi người. Không có, mà không dễ chịu. Bán mấy cái nồi gốm ghiếc á. Thì nặng được má. Được không? Ok không, thì bây giờ mình sẽ chấm món này là 4 điểm thôi. Sao vậy? Sao thấp dữ vậy? Ý là thì em không thích thôi. Ủa gì vậy? Tại là liên miên mà. Luật sư bào chữa cho món ăn nha, ok không? Thôi. Tức là 4 điểm luôn nha. 4 điểm luôn hả? 4 điểm em 4 điểm luôn. 10 điểm. Yeah. Cho mày luôn. Tới luôn á, trời ơi. Tới luôn. 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 Tới luôn.
Ok, thì video đây cũng đã kết thúc rồi. Và Quỳnh Hy với lại Shen với Tuấn cũng cũng bình thường. Cũng chàng tả rồi. Cũng chàng tả cũng hết cỡ rồi. Giờ chứ đứng thầy thôi. Thì rất là mong mọi người thích video này nha. Và mọi người hãy nhớ làm subscribe kênh YouTube của Tuấn, Quỳnh Hy và Shen. Lại TikTok, lại Facebook. Yeah, nhiều quá vậy. Rồi sẽ để đây 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 đây. Các bạn người và mọi người muốn mình thấy với Sen Tuấn làm video gì nữa thì mọi người hãy comment bên dưới nha. Thì chắc là tụi mình sẽ đọc thôi chứ cũng sẽ không làm với nhau. Đừng có hại cho tôi nữa. Ok. Bye bye. Bye mọi người. Bye. Em mình ba chữ con gấu nè. Bye. Bye. Nắm bye bye luôn. Nắm bye bye luôn. Nắm bye bye. Nắm bye bye mọi người nè. Nắm máy bay mọi người, nào có thi bé nắm máy bay mọi người. Nắm với Tú với bà người nha. Máy bay đi, máy bay đi. Máy bay nắm, máy bay cho camera nữa. Ở gì? Ngại hả? Cái điện thoại. Máy bay đi. Máy bay nè, máy bay cho bé nè. Bye nè, bye bye. Bye.